đây là một cái tập đoàn của Pháp, Auchan, rút khỏi Việt Nam cũng mấy năm rồi anh chị. Và cái mảnh đất này thì không có ai thuê mướn hết cả. Và Sunny xuất phát từ đây và cũng chia sẻ với anh chị con đường Hương Lộ 14 Lũy Văn Bích. Thì đối với video clip này, Sunny thực hiện cho một khán giả trên kênh, đó là chị Jenny Trần, với căn nhà 40, 42, 44 Thọ Ngọc Hầu. Ngày xưa là Hương Lộ 2 đó, mà mấy bữa Sunny có thực hiện con đường Hương Lộ 2 Thọ Ngọc Hầu. Thì chị cũng yêu cầu, hôm nay Sunny cũng rất là vui thực hiện cái clip này. Bây giờ thì khoảng 10 giờ ngày 14 tháng 9 2023. Ngày xưa thì anh chị cũng biết, nếu mà ở đây thì ở đây là con đường ruộng đồng nè. Bây giờ thì nó thay đổi nhiều anh chị ha. Đây là phường Hòa Thạnh, Lũy Văn Bích, quận Tân Phú. Sunny cùng chia sẻ với anh chị những cái đổi thay của Sài Gòn. Bánh mì Như Lan mua một tặng một. Bánh trung thu ế lắm anh chị. Sunny sẽ đi một đoạn trên con đường Thọ Ngọc Hầu này, Hương Lộ 14, để chúng ta tới con đường Hương Lộ 2 Lũy Văn Bích chứ, đến ngã tư Hương Lộ 2 Thọ Ngọc Hầu. Để nói con đường ngày xưa Thọ Ngọc Hầu đó là khu vực cái chỗ ông Tạ, bây giờ là Phạm Văn Hai. Bây giờ tên cũ tên mới thì thôi thay đổi nhiều. Hôm nay bầu trời nắng đẹp anh chị. Không biết rằng Sunny có tìm được căn nhà 40, 42, 44 cho chị hay không. Thì cố gắng. Tại bây giờ thì anh chị cũng biết là địa chỉ mới, địa chỉ cũ đôi khi nó thay đổi. Nhưng mà cũng rất là may mắn có một số nhà đó, bảng số nhà người ta đề là số cũ, số mới, nên cũng dễ tìm. Rồi, trên ngã tư đằng trên kia kìa, đó là con đường Thọ Ngọc Hầu. Thì nói về con đường Hương Lộ 2 thì nó rất là dài. Nó từ ngay chỗ xa lộ Đại Hàng nó kéo về đây luôn anh chị. Nó chạy tới cái khu con đường Âu Cơ, rồi về Bầu Cát, rồi về chợ Tân Bình. Trên con đường Lý Thường Kiệt thì Sunny đi theo cái hướng đó đó, để chia sẻ đường phố với anh chị ha. Đây là một cái clip cũng gửi tới anh chị hình ảnh Sài Gòn thôi. Lúc hồi còn thanh niên thì Sunny có đi con đường này, lúc đó đạp xe đạp trên cái đám ruộng. Nhưng mà bây giờ nó thay đổi quá trời thay đổi. Năm 91, 92 là Sunny đã đi con đường này rồi. Rồi chúng ta sẽ tới đây, chúng ta quẹo. Nếu mà chúng ta đi thẳng con đường Hương Lộ 14 thì anh chị cũng biết là về chợ Bà Quẹo. Thì đối với con đường Thọ Ngọc Hầu ngày hôm nay thì nó phát triển nhiều lắm. Và mời chị Jenny Trần cùng với cô chú anh chị và các bạn cùng đi với Sunny. Thọ Ngọc Hầu, Hòa Thạnh, quận Tân Phú. À,
khu vực này máy bên trái là cái khu vực hành chánh của quận Tân Phú, máy trái là địa chỉ 62. Cho thuê mặt bằng tại đây để Sunny lên đây, Sunny dò lại cái địa chỉ coi. Mặt bằng cho thuê nè. Giờ làm ăn thì nó cũng khó khăn lắm. Này quẹo trái nha, để đi ngang qua cái khu hành chánh, để cái khu dân cư ngày xưa ở đây là cái đám ruộng mà để chia sẻ cùng với anh chị một đoạn ngắn thôi. Khu hành chánh đó, cái này thì chúng ta đi thẳng là chúng ta về với lại con đường Lũy Văn Bích. Đây là những con đường mới thôi anh chị. Đây là trước mặt anh chị, đó là con đường Lũy Văn Bích nha anh chị ha. Mình quẹo lại anh chị. Tân Phú ngày hôm nay phát triển dữ lắm. Hôm nào Sunny sẽ quay những con đường cũ của quận Tân Phú để chia sẻ với anh chị ha. Như anh chị cũng biết là Tân Phú tách khỏi quận Tân Bình. Rồi chúng ta lại tiếp tục, chúng ta đi tới địa chỉ của nhà chị Jenny Trần. Địa chỉ bên trái là 52 rồi đó. Máy bên trái. Máy bên trái thì có những cái cho thuê phòng trọ đó, cái nhà mà to to mấy tầng đó cho thuê phòng trọ ở đây, chắc có lẽ là công nhân nhiều anh chị. 44 nè. Sunny sẽ cái hướng ngược lại nha anh chị. Đây là đối diện cái hẻm nhà chị đây. Rồi Sunny quay ra đầu đường là đúng ngay chỗ cái địa chỉ nhà chị luôn đó. Đường xá ở Sài Gòn lúc nào cũng có tiếng còi xe. Đây cái khu nhà chị thì Sunny cũng muốn chia sẻ với chị. Chị thấy
nhà thuốc Kim Ngân không? Là số 44, 46. Và uống tóc nè, trang điểm nè, là số nhà 40, 46. À, cái góc nhà chị đây, 48. 48, rồi. À, khu nhà chị đây, à, Sunny cũng không biết như thế nào, cũng chia sẻ một tí gì đó, à, gửi chị. Ở bên trái là 48 gạo nè, bên đây là 46 và đây là ngay nhà chị luôn. Và con đường này thì theo những cái bờ tường thì có thể là được mở rộng, ngày xưa thì đường này nó hẹp, được mở rộng nhà ở đây. Không biết là gia đình chị có còn ở đây hay không. À, Sunny sẽ quẹo vào trong một cái hẻm để mình đi vào một cái xóm hẻm coi như thế nào. À, đây là con đường Nghiêm Toản. À, à, mình sẽ đi vào cái xóm này. À, có thể anh chị phát hiện những cái nhà cũ trong cái hẻm này, hẻm 54. À, hẻm ôi nó nhảy số tùm lum hết á. Nhà mới, nhà cũ, cho thuê phòng trọ. À, cái vụ mà cho thuê những cái chung cư hay là những cái nhà trọ mini mà người ta xây tầng tầng lên cũng giờ cũng rất là nguy hiểm, anh chị thấy ở Hà Nội không? Trời ơi, nó cháy mà quá nhiều người mất những con hẻm. Đây là những con hẻm mà lần đầu tiên Sunny đi đó. 568 trên 30 Lũy Bắn Bích. Vậy con đường này quẹo ra Lũy Bắn Bích rồi. À, chúng ta quẹo lại. À, 40 mấy người phải ra đi mãi mãi vì cái vụ cháy chung cư mini ở ngoài Hà Nội, ở chung cư mà nó không có an toàn về phòng cháy chữa cháy thì nó cũng rất là nguy hiểm anh chị. Đó, cái hẻm mà bên hông nhà chị nè. Đối với Sài Gòn thì nó có rất là nhiều con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, rất là nhỏ, đôi khi vừa chiếc xe gắn máy của Sunny đi thôi anh chị, nên nguy hiểm lắm. Đây, cái dãy phía trước nhà của chị đây, 48 nè. Sunny tạm chạy bên trái để tới một cái hẻm kế bên. À, đây là cái khu vực nhà chị. Cái quán này là 46 nè. Đó, cái khúc này 44 nè. Đó, cái khu nhà 44. Đó, 38 nè. Thay đổi nhiều ghê vậy chứ, quá nhiều thay đổi, không khó nhận ra. Và cũng chia sẻ với đây, đối diện là một cái chung cư Restream Tower. Rồi, bây giờ thì Sunny quẹo vào cái hẻm 36. À,
Thì Sunny cũng muốn chia sẻ những con hẻm như thế này để chị biết cái xóm hẻm ngày xưa so với ngày hôm nay. Nếu mà chị ở đây bảo đảm là một con, cũng có khi chị đã đi vào trong những con hẻm này. Đó, đây là những cái dãy nhà trọ mái trái. Sơn đi quẹo phải nha, quẹo phải để chúng ta đi đâu. Đường Tân Thành. Đây là những cái dãy nhà trọ, trong đây nhà trọ nhiều quá ha. Bích lối rồi. Này chúng ta quẹo ra. Và đây là con đường Tân Thành. Và đây là con đường Âu Cơ, anh chị. Âu Cơ mé trái là chúng ta về với chợ Bà Quẹo, bên phải là về với lại Phú Thọ Lò Gia. Và Tinh Y sẽ quẹo ngược lại để tìm con đường Lũy Văn Bích. Thưa Sunny đi con đường Tân Thành nè, thấy cũng có những một số cái mộ nghĩa trang, bây giờ dắt người dân về ở thì nó không còn nữa anh chị, nhà không là nhà, không biết Tân Thành này đi đâu đây. Con đường này đi ra bên cái hướng con đường Hương Lộ 14 quá. Đúng rồi. Đúng là Lũy Văn Bích anh chị. Tới đây thì Sunny sẽ chắc quẹo lại. Và Sunny để ý ở đây có một cái thủy đài, bức tường cũ năm xưa. Thì Sunny sẽ mạo muội đi vào trong cái mảnh đất. Có thể đây là một cái đất dự án hay là không biết như thế nào,
trên con đường Tân Thành này. Thì chắc Tân Thành là nó mới tên đường sau này thôi anh chị, chứ ngày xưa làm gì có Tân Thành. Sunny sẽ quẹo trái và Sunny đợi dòng xe ha. Công ty trách nhiệm một thành viên đó. Và anh chị thấy xa xa thì có một cái thủy đài đó, một mảnh đất trống. Rồi thôi chúng ta quẹo lại anh chị, đây vô cái mảnh đất kho bãi rồi. Ở đây là những cái nhà kho là ngày xưa nhà kho cũng cũ rồi. Dạ không, ở dưới đây là có nè. Ở dưới không, em không thấy. Em tới đèn xanh đèn đỏ em quay lại thì không có công an. Em có đó em không biết, em nhìn thì em thấy, còn dưới đây thì có nè. Cái anh chở hàng quá khổ anh chị, đi giao hàng, hàng vải mà hai bịch to quá, hỏi có công an. Mà nãy ở dưới đây thì có công an nè, khổ lắm. Khổ ơi là khổ. Sunny lại say xỉn chui vô hẻm tiếp ha. Đây là khu phố văn hóa, khu phố nào cũng là có văn hóa hết. Còn cái hẻm này là hẻm số mấy? Rồi nó xẹt tùm lum. Số 6 Thái Thiện Nhạn. Rồi Tân Thành 9/10/15/1. Trời ơi nó xẹt lung tung. Hồi nãy con hẻm này mình đã đi rồi. Cái hẻm mà ngay chỗ hình như nhà chị luôn đó. Bên phải. Ôi anh chị, mấy tội mấy cái chú mặc mấy các anh đi chở hàng lắm anh chị. Chở hàng ăn theo chuyến, ăn theo số lượng hàng mà. Đôi khi là gặp bị phạt. Gặp bị phạt là coi như là ngày đó xong luôn đó. Ở đây là kênh Tân Hóa. Bên phải là kênh Tân Hóa. Đối với cái dòng kênh Tân Hóa ngày xưa thì có dòng kênh nước đen. Nó ô nhiễm nặng lắm. Bây giờ trở thành cống hộp và chúng ta đi dòng kênh Tân Hóa thì chúng ta về Phú Lâm. Con đường thẳng tắp luôn anh chị. Đây là con đường Thọ Ngọc Hầu tiếp tục đây. Đối với khu vực này đó thì có lẽ là anh chị chắc cũng chưa biết, tại vì ngày xưa là ruộng mà. Ở đây là nhà cửa nó lưa thưa. Bây giờ thì nó đông đúc thôi, chứ ngày xưa nhà cửa lưa thưa. Mặc dù Sunny lên Sài Gòn được ba mươi mấy năm rồi, nhưng mà những năm đầu tiên là Sunny có đạp xe đạp trong cái khu vực này. Và trước mặt chúng ta đó là con đường Âu Cơ. Đến con đường Âu Cơ. Mé trái là về chợ Bà Quẹo, bên phải là về Phú Thọ, trường đua Phú Thọ. Sunny sẽ đợi đèn xanh đèn đỏ và băng qua đường để chia sẻ một tí con đường.
của con đường Thọ Ngọc Hầu qua bên kia, hình như nó là tên tên khác anh chị, không biết tên gì quên rồi ta, như Học Lạc thì phải. Hồng Lạc, con đường này mang tên Hồng Lạc. Và khi mà qua khỏi Âu Cơ là chúng ta ra khỏi Tân Phú, và ở đây là địa bàn của quận Tân Bình anh chị. Cái khu này là chúng ta vào cái khu Bầu Cát nghe anh chị ha, mé trái là Đồng Đen đó, xin đi thẳng luôn Bầu Cát. Rồi tới khu Bầu Cát này xin đi cũng rất là vui thực hiện cho chị Jenny Trừng về những căn nhà. Tất nhiên là bây giờ thì nó thay đổi hoàn toàn, nhưng mà chị nhìn những cái xóm hẻm, những con đường để chị hình dung nó như thế nào. Đây là khu vực Bầu Cát 2. Và tới đây thì Sunny cũng thân ái mến chào cô chú anh chị và các bạn. Đây là một cái clip lang thang đường phố rất đơn giản thôi, để thực hiện yêu cầu cũng giống như một cái lời cảm ơn đến khán giả trên kênh Sunny Đòn. Lúc nào cũng bên Sunny Đòn động viên, hỗ trợ. Bye bye, hẹn gặp lại trong những video clip sau. Thân ái mến chào, bye bye.